Hi, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ở trong các video trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách tùy biến trang chủ cũng như là cái phần chuyên mục ở đây. Thì trong video này mình hướng dẫn các bạn cách tùy biến cái phần sidebar ở đây nhé. Đây, cái phần ở phía bên phải này gọi là sidebar này. Rồi, thì đây là cái phần mặt đỉnh của giao diện Flashsum. Thì bây giờ các bạn chỉ cần thêm bớt một số phần thôi ha. Mình sẽ làm giống cái slide demo ở đây ha. Có phần sidebar các bạn có thể thêm hình ảnh. Rồi có các bài viết. Và ở những cái hình ảnh này các bạn có thể đặt link tiếp thị liên kết các bạn vào. Ví dụ nhấp vào cái hình này này. Hình Tiki ha. Đó thì nó sẽ nhảy ra cái trang Tiki. Và khi mà khách hàng mua sắm ở trên này thì các bạn sẽ được hoa hồng nhé. Rồi thì để mà tùy biến cái phần sidebar, các bạn vào cho mình cái phần tùy biến nhé. Rồi sau đó các bạn kéo xuống như này, các bạn tới cho mình cái phần là widget nhé. Rồi sau đó các bạn vào phần sidebar. Ở đây có cái phần tìm kiếm này, nhưng mình không cần để cái phần này ha. Tại vì ở trên này có nút tìm kiếm rồi, thì mình xóa cái này đi. Đây mình nhấp vào mình xóa nhé. Còn trường hợp các bạn không thích xóa, các bạn muốn để thì các bạn có thể chọn cái định dạng cho nó ha. Ví dụ định dạng của nó này. Đây, nút bên trong, rồi nút bên ngoài. Hoặc kiểu này. Đó, hoặc kiểu này. Đó, kiểu như vậy ha. Rồi đây mình không cần thiết để cái này, thì mình sẽ xóa nó đi. Các bạn nhấp chuột vào cái ô này nhé. Cứ nhấp chuột vào rồi nó hiện ra cái phần này. Hiện ra cái thân này, các bạn nhấn vào dấu ba chấm ở đây. Các bạn kéo xuống, các bạn nhấn vào xóa này, xóa tìm này. Và thì nó sẽ mất đi ha. Rồi tiếp theo cái phần recent post ở đây, có nghĩa là những cái bài viết mới nhất nhá. Thì các bạn có thể sửa lại cái tên cho nó nhá. Ở đây mình sẽ sửa lại là bài viết nổi bật chẳng hạn. Đó, ví dụ như vậy. Rồi tiếp theo cái phần này là cái thẻ, các bạn có thể chọn nó là H2 ha, cho cái chữ nó nhỏ lại tí ha. Rồi sau đó các bạn nhấn đăng. Rồi mình copy, mình dán nó lên xem. Đây thì nó sẽ hiện ra như vậy nhé. Tiếp theo các bạn chèn hình cho nó ha. Thì để mà chèn hình á, các bạn kéo xuống như này. Các bạn thấy ở đây có dấu cộng này. Đây nhé, các bạn nhấn vào cái phần dấu cộng này. Rồi ở đây các bạn có thể thêm rất là nhiều thứ nhé. Các bạn nhấn vào xem tất cả này. Các bạn có thể thêm tiêu đề, thêm văn bản, thêm chân sách, rồi trích dẫn hay là bảng, vân vân, rất là nhiều thứ. Mình hướng dẫn các bạn thêm ảnh nhé. Còn những cái phần khác bạn có thể may mò thêm nhé. Gõ là ảnh nhé, hoặc các bạn kiếm ở trong này cũng có. Các bạn nhấp vào ảnh này. Rồi sau đó các bạn đây, nhấp vào tải ảnh lên. Rồi ở đây mình có hình sẵn rồi ha, thì mình sẽ tải lên nhé. Ví dụ mình tải hình này đi. Các bạn sẽ thiết kế những hình dọc nhé. Thiết kế những hình dọc giống như tương tự ở đây này. Rồi sau đó nhấn Open. Đó. Đây thì nó sẽ hiện ra ở đây. Rồi, ở trong cái phần này các bạn có thể đặt link cho nó nhé. Ví dụ các bạn đặt link ở Tiki đi. Ví dụ các bạn copy một cái đường link nào đó ở trên Tiki nhé. Đây, ví dụ như mình bán cái sản phẩm này đi. Thì mình copy cái đường link này. Các bạn tiến hành tạo link rút gọn nhé. Ở đây mình copy rồi dán qua cho nó nhanh ha. Các bạn tạo link rút gọn, sau đó các bạn nhấp vào hình này. Các bạn để ý ở đây có cái phần thêm đường dẫn này. Đây, biểu tượng của cái đường liên kết này. Các bạn nhấp vào, rồi các bạn dán cái đường link vào đây. Rồi ở cái phần mũi tên này, các bạn nhấn vào, nhấn mở cho mình trong tab mới nhé. Nhấp cái này qua. Rồi sau đó nhấn vào đăng. Nếu các bạn muốn di chuyển cái hình này lên ở trên này đi,
Ở trên bài viết nổi bật này thì các bạn nhấp chuột vào cái này, nhấp chuột vào hình nhé. Rồi đây có cái mũi tên này, các bạn để ở đây có mũi tên nhé. Các bạn nhấn vào cái mũi tên này, đấy, cứ nhấn vào cái mũi tên ha. Rồi nó đã lên trên cùng rồi này, nó lên trên cái phần bài viết nổi bật rồi ha. Thì các bạn nhấn vào đăng. Rồi các bạn lát lại này, đây thì nó sẽ hiện ra như vậy ha. Rồi các bạn có thể thêm nhiều hình ảnh khác nhé. Đây, ví dụ như các bạn muốn thêm hình thì các bạn cứ kéo xuống thôi. Đây, nhấp vào dấu cộng ở đây này, rồi nhấn vào ẩn này, rồi nhấn tải lên này. Ví dụ mình tải hình này đi, nhấn open. Rồi các bạn có thể chèn link cho nó nhé, rồi nhấn vào đăng. Đấy, rồi ra đây thoát ra lại đó, thì nó sẽ hiện ra như vậy ha. Sau này mà website các bạn bật được kiếm tiền, bật được quảng cáo thì các bạn có thể là chèn các cái mã quảng cáo ở cái phần sidebar ở đây. Đây, thay vì chèn hình thì bạn có thể chèn mã quảng cáo ha. Chèn quảng cáo để kiếm tiền với Google AdSense. Khi mà ai truy cập vào website các bạn xem quảng cáo hoặc click vào quảng cáo thì các bạn sẽ được tiền nhé. Google sẽ trả tiền cho bạn. Các cái trang báo điện tử thường người ta kiếm tiền bằng cách này. Các bạn vào các trang báo điện tử các bạn thấy rất là nhiều quảng cáo. Rồi cách cài quảng cáo thì những video sau mình sẽ hướng dẫn nhé. Thì ở đây mình bổ sung thêm một cái phần nữa. Ví dụ như một số bạn á, các bạn để cái phần sidebar này rất là dài ha, rất là dài. Trong khi đó là cái số lượng bài viết các bạn nằm tít trên này. Đấy thì các bạn nên điều chỉnh cái số lượng bài viết nó hiển thị ra nhiều lên ha, để mà nó khớp với cái phần sidebar ở đây. Tại vì sidebar các bạn để nhiều quá thì cái phần bên này nó sẽ trống ha. Đấy thì để mà cho nó hiển thị ra nhiều á, thì các bạn vào cho mình cái phần cài đặt ở đây này. Đây mình về lại website WordPress. Rồi mình vào lại cái phần cài đặt. Rồi trong cái phần cài đặt này các bạn chọn cho mình là cái phần đọc. Rồi cái phần hiển thị nhiều nhất này, các bạn có thể để là 20, 30, 50 gì đó tùy các bạn nhé. Dù mình để 20 đi. Có nghĩa là cái phần này, thay vì ở đây hồi nãy các bạn cài đặt 10 bài viết thì bây giờ nó sẽ hiện ra 20 bài viết nhé. Ở đây là do cái số lượng bài viết trong cái chuyên mục này chỉ có 4 bài thôi. Còn nếu các bạn viết nhiều á, các bạn viết nhiều thì nó sẽ hiện ra ở dưới này nữa nhé. Nếu các bạn không cài đặt cái phần này thì nó mặc định hiện ra là 10 bài viết. Còn nếu các bạn cài đặt thì nó sẽ hiện ra nhiều hơn ha. Rồi cho các bạn nhấn vào lưu thay đổi ha. Rồi thì sau này các bạn viết nhiều thì nó sẽ hiện ra ở đây, tối đa là 20 bài viết. Còn các bạn muốn hiển thị 30, 40 thì cứ cài đặt ha. Hồi nãy mình quên test thử cái đường link ha. Các bạn nhấp vào cái hình ảnh này. Ủa sao nó không nhảy link ta? Để mình xem lại nhé. Các bạn test lại, nếu không được thì bạn phải xem lại nhé. Vào tùy biến này. Rồi vào widget sidebar. Các bạn xem cái link của nó nhé. Này là chưa lưu lại nhé. Các bạn làm xong các bạn phải nhấn enter ở đây này, nhấn áp dụng ở đây này. Hồi nãy là mình chưa áp dụng. Copy lại nhé. Rồi dán vào đây. Rồi cái phần này là mở trong tab mới này. Rồi nhấn vào cái dấu áp dụng ở đây nhé. Đấy, sau đó nhấn vào đăng. Rồi tắt cái này đi. Rồi các bạn nhấn vào xem. Ok rồi ha. Rồi thì video này mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo sidebar cho website giao diện Flashsome. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, các bạn comment bên dưới, mình sẽ giải đáp nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu bạn thấy video hữu ích, các bạn nhấn nút like, share video ủng hộ mình nhé.